Như Huyền mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 24 tháng 6 trên kênh Seven TV. Bản tin hôm nay gồm có những nội dung gì thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Nữ tài xế xe tải tranh đường với xe vệ sinh môi trường khiến cộng đồng mạng bức xúc. Bị nhắc nhở, nữ hành khách ném điện thoại vào tiếp viên. Người Trung Quốc mở hội thịt chó bất chấp Covid-19. Chỉ số điện tăng vọt do nắng nóng vào buổi trưa nên ghi nhầm số. Đắk Nông có 3 ổ bạch hầu với 12 người bệnh, cách ly 1.200 người. Vừa qua, một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến người xem không khỏi bức xúc khi nữ tài xế này cho rằng xe vệ sinh môi trường đi sai nên nhất quyết không chịu lùi để nhường đường. Mặt khác, người này còn buông lời dọa nạt, thách thức cờ công an. Được biết sự việc xảy ra tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lùi đi. Mày thấy tiền đường của mày à? Bên này của mày à? Để nó lùi. Chưa biết kết quả của vụ việc này sau đó thế nào, tuy nhiên cách hành xử của đôi bên sau đó đã bị cư dân mạng lên án, đặc biệt là nữ tài xế xe tải. Còn theo bạn thì sao? Hãy cùng để lại bình luận của mình bên dưới nhé! Mới đây, Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa phạt một nữ hành khách 4 triệu đồng vì ném điện thoại vào tiếp viên trưởng chuyến bay khi được nhắc nhở tắt điện thoại lúc máy bay đang lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh. Trước đó, khi máy bay thực hiện chuyến bay VG139 của Vietjet từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh đang ra đường lăn S1 sân bay Nội Bài để chuẩn bị cất cánh lúc 12 giờ 55 phút ngày 19 tháng 6, thì nữ hành khách C, 25 tuổi, trú tại Thái Nguyên, ngồi ghế 4B trên máy bay vẫn sử dụng điện thoại. Tiếp viên trưởng chuyến bay là T đã nhắc nhở nữ hành khách tắt điện thoại theo quy định. Tuy nhiên, hành khách C đã không chấp hành và ném điện thoại vào người tiếp viên trưởng. Đồng thời, nữ hành khách này cũng lớn tiếng với hai hành khách ngồi ghế 2D và 2E. Trước diễn biến đó, cơ trưởng chuyến bay đã cho máy bay quay trở lại sân đổ và đề nghị lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài trợ giúp đưa hành khách C xuống khỏi máy bay và bàn giao cho cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp nhận xử lý theo quy định. Vì sự cố này mà chuyến bay bị trễ giờ khởi hành. Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt nữ hành khách C với số tiền 4 triệu đồng vì hành vi vi phạm trật tự, kỷ luật trong máy bay theo quy định của Nghị định số 162/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc vẫn chưa lắng xuống, thế nhưng tại thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây, lễ hội thịt chó lại bắt đầu. Mặc dù chính phủ đã kêu gọi bảo vệ động vật và hạn chế mối đe dọa sức khỏe do COVID-19. Lễ hội thịt chó kéo dài 10 ngày, được tổ chức tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây phía tây nam Trung Quốc, thường thu hút hàng nghìn du khách, nhưng năm nay số lượng đã giảm. Những con chó ở đây được nhốt trong những chiếc lồng chặt chội và trưng bày cho khách tới mua. Chính phủ Trung Quốc đang soạn thảo các điều luật mới để cấm buôn bán động vật hoang dã và bảo vệ thú cưng. Các nhà vận động hy vọng rằng năm nay sẽ là năm cuối cùng lễ hội được tổ chức. Virus corona được cho là bắt nguồn từ loài dơi móng ngựa và lây cho người từ một khu chợ ở thành phố Vũ Hán. Điều này buộc Trung Quốc phải tuyên bố sẽ cấm buôn bán động vật hoang dã. Hồi tháng 4, Thâm Quyến là thành phố đầu tiên của Trung Quốc cấm tiêu thụ chó. Các thành phố khác dự kiến cũng làm theo. Bộ Nông nghiệp nước này đã quyết định phân loại chó và thú cưng thay vì gia súc, song chưa rõ quyết định này sẽ tác động như thế nào đến lễ hội chó ở Ngọc Lâm.
Chỉ mới vài ngày trước đây, một trường hợp bị ghi nhầm số điện tăng gấp 33 lần với số tiền gần 90 triệu đồng, thì mới đây lại có thêm một trường hợp ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, lý do khiến nhiều người ngao ngán nhất là do trời nắng nóng nên ghi nhầm số điện. Ông Nguyễn Ngọc Đức, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh việc hóa đơn tiền điện gửi nhà ông ngày 12 tháng 4 với chỉ số là 10.483 kW. Nhưng vào ngày 13 tháng 4, ông phát hiện chỉ số trên công tơ khi đó chỉ là 10.452 kW, tức vẫn nhiều hơn 31 kW sau một ngày. Theo ông Đức, vì cây sai này sẽ khiến ông phải đóng số tiền bậc cao hơn, nên đã chụp ảnh và phản ánh sai số này đến nhân viên ghi chỉ số điện. Sau đó, khi điện viên đã điều chỉnh chỉ số hóa đơn mới như khách hàng phản ánh thông tin qua điện thoại, kết quả là hóa đơn phát hành vào ngày 14 tháng 4 giảm được 99.811 đồng so với hóa đơn phát hành trước đó 2 ngày. Do không nhận được giải thích thỏa đáng từ ghi điện viên, nên ông Đức đã đề nghị công ty điện lực Gò Vấp phản hồi. Sau đó, đoàn làm việc của công ty này đã đến nhà ông Đức làm việc và thừa nhận phản ánh của ông Đức hoàn toàn chính xác. Theo biên bản của đoàn làm việc do đại diện công ty điện lực Gò Vấp lập, việc ghi sai chỉ số là bởi nắng nóng vào buổi trưa nên ghi nhầm số. Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên ghi điện mắc phải lỗi này đều bị xử lý kỷ luật theo quy định của tổng công ty. Lần đầu hạ mức tiền lương trong tháng, lần thứ hai sẽ bị xử lý ở mức cao hơn như hạ bậc lương. Tính đến ngày 23 tháng 6, số người mắc bệnh bạch hầu tại Đắk Nông đã tăng lên 12 người tại 3 ổ bệnh, trong đó có 2 bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, hơn 1.200 người đang được cách ly. Theo thông tin trưa ngày 23 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, ông Hà Văn Hùng cho biết, trên địa bàn đến nay đã có 12 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu tại 3 ổ bệnh. Cụ thể, tại huyện Crong Nô có 4 ca, Đắk Cà Long 8 ca, 5 ca ở xã Quảng Hòa và 3 ca ở Đắk Cà Măng. Được biết, đến nay Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã tiến hành các biện pháp cách ly để hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan. Tổng số người thực hiện cách ly tại Đắk Nông là hơn 1.200 người, bao gồm 555 người ở xã Quảng Hòa, 307 người ở xã Đắk Rờ Măng, 400 người ở huyện Crong Nô. Ông Hà Văn Hùng cho biết thêm, trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 2 trường hợp đang có diễn biến nặng. Các bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đều có sức khỏe ổn định. Bệnh bạch hầu tuy là bệnh hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Đối tượng nhiễm bệnh thường là trẻ em dưới 15 tuổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, độc tố của bệnh bạch hầu có thể dẫn đến tử vong cho người bệnh. Đáng nói, đến nay, bệnh bạch hầu vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng bệnh, trẻ em cần được đi tiêm phòng để hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, mọi người cần nắm rõ các triệu chứng của bệnh để kịp thời phát hiện điều trị. Quý vị thân mến, vừa rồi là bản tin tổng hợp những thông tin cập nhật mới trong ngày hôm nay đã gửi đến quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Diệu Hiền xin mến chào và hẹn gặp lại.